Xin chào các anh em đam mê đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Rep 15400 ST mặt số đen. Tuy đã ngưng sản xuất thế nhưng mà chắc chắn là còn nguyên sự hấp dẫn. Được tạo ra bởi đôi bàn tay có số má với những thiết kế biểu tượng Gérald Genta, Audemars Piguet Royal Oak là một cỗ máy đếm thời gian có quá nhiều điểm đặc biệt cuốn hút. Từ vành benzo hình bát giác cùng với những đinh ốc sáng loáng đến dây đeo tích hợp nổi bật, Royal Oak đã mang danh tiếng của Audemars Piguet đến gần hơn với công chúng. Để hiểu hơn về một phiên bản hiện đại của những chiếc Royal Oak nhà Audemars Piguet thì Gia Bảo Luxury sẽ cùng bạn khám phá mẫu có mã hiệu là 15400 ST trong mặt số màu đen. Đầu tiên là về thiết kế bên ngoài. Dòng đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 15400 ST được công khai vào năm 2012, là phiên bản hoàn chỉnh nhất của Royal Oak trong thời điểm đó. Chiếc đồng hồ có nét đẹp thẩm mỹ đặc trưng vốn khiến cho Royal Oak trở nên nổi tiếng hơn, song đã được thêm gia vị hiện đại cần thiết. Cụ thể thì kích thước của mẫu đồng hồ này đạt 41mm, tăng 2mm so với kích thước của mẫu đồng hồ trước đó là 15300 ST. Xu hướng này không hề mới lạ, các thương hiệu tăng dần kích thước đồng hồ của mình để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những cỗ máy lớn hơn phù hợp với xu thế. Bộ vỏ bằng thép không rỉ của chiếc Royal Oak này hiện lên với vành bezel hình bát giác cùng với 8 đinh ốc mà theo nhà thiết kế Gérald Genta thì ông đã lấy cảm hứng từ bộ đồ lặn biển cùng thời để tạo nên chi tiết này. Trong mọi phiên bản, mặt số đồng hồ Royal Oak 15400 ST đều được hoàn thiện với vân Grand Tapestry, hình oval nổi. Hệ vân màu đen làm nền tảng để các chi tiết được tỏa sáng, ví như là bộ ba kim đặt tại trung tâm đều được đánh bóng. Riêng hai kim giờ và phút có nhiều diện tích hơn đã được phủ thêm chất phát quang ở chính giữa. Nếu như 11 cọc chỉ giờ khác đều là cọc đơn với phần phát quang màu trắng ở chính giữa, thì tại góc 12 giờ trên mặt số của cỗ máy Royal Oak 15400 ST đã được nhà sản xuất bố trí cọc kép. Các cọc chỉ giờ bằng vàng trắng cùng với kích thước đều được đính nổi. Bởi sự có mặt của ô cửa sổ báo ngày góc 3 giờ, cọc chỉ giờ ở vị trí này đã được rút ngắn lại. Ở mẫu 15500, tức là mẫu thay thế cho 15400, góc 3 giờ chỉ còn lại ô cửa sổ báo ngày và cọc chỉ giờ đã bị lược bỏ. Cùng vành benzo và mặt số khác biệt, đặc trưng nổi bật khác khiến cho Royal Oak trở nên đặc biệt trong mắt người hâm mộ, đó là dây đeo kim loại, được gắn liền mạch với bộ vỏ đồng hồ. Bề mặt của dây đeo là những đường xước dọc thẳng tắp nối từ mối nối này tới mối nối khác. Công đoạn chế tác, xử lý dây đeo kim loại trên chiếc Audemars Piguet được xem là vô cùng phức tạp, mặc dù phần lớn công đoạn đều thực hiện thủ công. Giờ thì hãy cùng xét về bộ máy cung cấp năng lượng. Quay ngược chiếc đồng hồ lại thì chúng ta sẽ bắt gặp một phần bộ máy xuất hiện bên dưới mặt kính sapphire. Với chức năng báo giờ, phút, giây cùng báo ngày, cỗ máy này được cung cấp năng lượng bởi bộ máy Calibre 3120. Bộ máy tự động gõ 21.600 nhịp trên 1 giờ và có khả năng chữ cód là 60 giờ đồng hồ. Ở đằng sau là rô tô bằng vàng 22K cỡ lớn đã được chạm khắc logo lẫn tên đầy đủ của thương hiệu, với hai bên cạnh là gia huy của gia đình Audemars Piguet. Những đường khác ở đây hiện lên sắc nét và đặc biệt ấn tượng. Bên trái của rô tô là hình ảnh cánh chim, 3 ngôi sao và một tòa tháp, đựa với chiếc cờ đang bay phấp phới bên trên. Và phía bên phải là hình ảnh của con ngựa uy dũng cùng 3 ngôi sao được khắc nổi. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhất nhưng vẫn được Audemars Piguet tận tâm để ý. Khi mà hãng nâng cấp dòng Royal Oak lên 15500 ST cũng được trang bị cỗ máy mới là Calibre 4302, mang đến cho người dùng những tiện ích như thời lượng cót cao hơn, roto được thiết kế theo phong cách skeleton giúp người dùng dễ dàng chiêm ngưỡng bộ máy bên trong. Nhưng cũng chính bởi điều này mà những tín đồ yêu thích Royal Oak cảm thấy tiếc nuối khi mất đi chiếc roto đã làm nên thương hiệu của hãng. Trong thời điểm hiện tại, Audemars Piguet Royal Oak 15400 ST đã ngừng sản xuất và thay thế bởi mã hiệu 15500 ST. Nếu như mà yêu thích những chiếc đồng hồ mã hiệu 15400 ST, chúng ta chỉ có thể tìm mua tại thị trường thứ cấp và việc này thì chắc chắn là không hề dễ dàng. Qua video này thì không biết là các anh em đam mê đồng hồ của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ này. Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.